Namaste. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn tư thế rắn hổ mang trong chuỗi yoga cơ bản. Tư thế này có những lợi ích như sau. Thứ nhất đó là tư thế này giúp làm linh hoạt và trẻ hóa cái vùng cột sống lưng của mình. Đối với những ai mà có lưng cong hoặc gù lưng đó, thì mình tập tư thế này một thời gian sẽ giúp cho dáng của chúng ta được thẳng hơn. Và một số bạn có vấn đề liên quan đến vùng cột sống thì tư thế này cũng sẽ hỗ trợ rất là tốt. Tuy nhiên, đối với những bạn mà có vấn đề về sức khỏe thì chúng ta phải trao đổi và được sự hướng dẫn của huấn luyện viên trực tiếp, và chúng ta tập trực tiếp với huấn luyện viên. Thứ hai là tư thế này giúp điều hòa cái chức năng tiêu hóa, vì vậy nó sẽ giúp giảm và tránh được những các vấn đề liên quan về táo bón. Thứ ba là tư thế này giúp mở rộng thể tích phổi tối đa. Do đó, những ai đang gặp vấn đề về hen suyễn thì mình tập cái tư thế này sẽ hỗ trợ tốt để mình hỗ trợ cho cái việc điều trị cái bệnh hen suyễn của mình. Thứ tư là tư thế này giúp tăng cường cái sự trao đổi chất, điều chỉnh được cân nặng và vóc dáng. Thứ năm là đối với những ai mà có huyết áp thấp thì mình tập cái tư thế này một thời gian cũng sẽ giúp cân bằng được huyết áp. Thứ sáu là tư thế này sẽ giúp giải tỏa căng thẳng và stress rất là tốt, giảm cái sự bực tức. Thứ bảy là tư thế này sẽ rất là tốt đối với những bạn nữ nào mà đang có cái chu kỳ kinh nguyệt không đều thì mình cũng nên tập cái tư thế này, và rất là nhiều cái lợi ích khác nữa. Tư thế này sẽ chống chỉ định đối với các đối tượng là những người mà đang mang bầu hoặc những người mà có vấn đề về sức khỏe, thì chúng ta nên luyện tập trực tiếp với huấn luyện viên và cần sự tư vấn của bác sĩ và huấn luyện viên trước khi chúng ta thực hiện tư thế. Nào, chúng ta cùng bắt đầu vào tư thế nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ nằm xuống ghế thẳng. Hai chân khép sát lại với nhau. Bàn chân áp sát vào nhau. Hai tay đặt dưới vai. Đầu ngón tay sẽ song song với vai, với cái phần vai trên của mình. Chán chạm sàn. Hít thở đều. Hít vào một hơi thật sâu, từ từ chán rời sàn. Sau đó chúng ta mở ngược vai và nâng người lên, áp sát hai cùi chỏ vào thân. Từ từ mình mở cái phần lưng trên và ngã ra sau. Cằm hướng ra xa, đầu ngã ra sau và cằm hướng ra xa, cùi chỏ áp sát vào thân. Hít thở đều trong lưng thở. Chúng ta có thể giữ ở đây khoảng 5 đến 10 giây. Thở ra, chúng ta hạ xuống. Và chúng ta có thể lặp lại như thế này khoảng 3 lần. Đối với tư thế này thì chúng ta cũng lưu ý một số điểm sai như sau. Điểm sai thứ nhất đó là chúng ta quan sát là hai cái bàn chân của mình. Hai cái bàn đúng tư thế đúng là hai cái bàn chân phải khép sát vào nhau và hai ngón chân cái phải chạm vào nhau, hoặc là hai cái gót chân chạm vào nhau. Còn nếu như hai chân mở rộng như vậy là cái lỗi sai thứ nhất chúng ta cần lưu ý. Cái lỗi sai thứ hai là lỗi sai ở tay. Thông thường là chúng ta đặt tay quá cao trên vai hoặc là quá thấp, quá xa so với dưới vai, là cái sự lỗi sai thứ hai. Cái lỗi sai thứ ba là khi mà lên thế thì hai cùi chỏ này của chúng ta không có áp sát vào thân mà chúng ta lại mở rộng ra hai bên, là cái lỗi sai thứ ba. Cái lỗi sai thứ tư là khi lên thế thì chúng ta nâng luôn bụng rời khỏi sàn luôn, thì là cái lỗi sai thứ tư. Và cái lỗi sai thứ năm chúng ta cũng thường gặp qua luôn đó, là chúng ta nâng luôn người lên và chúng ta giật cổ. Đó là năm cái lỗi sai mà thông thường khi tập tư thế
Vì vậy chúng ta cũng lưu ý để tập như thế được đúng các bạn nhé. Mình vừa hướng dẫn cho các bạn xong tư thế giãn khổ mang. Chúc các bạn luyện tập đều đặn và nhận được những giá trị tuyệt vời của yoga.